Hạ viện Mỹ hôm thứ Sáu đã bỏ phiếu chấp thuận một đạo luật trợ giúp thiên tai Harvey trị giá là 15.3 tỷ đô la và gửi sang cho Tổng thống Donald Trump. Bất chấp các phản đối của phía bảo thủ là có kèm theo việc tạm thời gia tăng mức mượn nợ của chính phủ. Việc gia tăng này sẽ giúp cho chính phủ Mỹ có tiền hoạt động cho tới tháng 12. Đạo luật được thông qua với tỷ số 316 thuận và 90 phiếu chống, sẽ rót thêm tiền vào các quỹ cứu trợ khẩn cấp đang bị hao hụt trong lúc tiểu bang Florida lại chuẩn bị đón bão Irma vào cuối tuần này. Và Texas đang vất vả với nỗ lực tái thiết sau các cơn tàn phá của bão Harvey. Tất cả 90 phiếu chống đều từ các dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa. Đây chỉ là số tiền sơ khởi trong nỗ lực trợ giúp của chính phủ liên bang Mỹ và có thể sẽ vượt quá con số 110 tỷ dành cho cứu trợ bão Katrina dù rằng các khoản tiền cung cấp sau này có thể sẽ khó được thông qua hơn. Điều này cũng giúp dời các quyết định liên quan đến ngân sách tới tháng 12 và cuộc bỏ phiếu về trần nợ sang năm tới. Trước đó vào chiều tối ngày thứ Tư, thì trưởng khối đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch Cornell đã đưa thêm 7.4 tỷ tiền tài trợ tái thiết vào yêu cầu 7.9 tỷ của Tổng thống Trump để giúp cho Texas và các nơi ở Louisiana. Thượng viện thông qua đạo luật này hôm thứ 5 với 80 phiếu thuận và 17 phiếu chống.